Bóng đá chưa bao giờ làm người xem thất vọng, bởi ngoài những pha bóng ấn tượng trên sân, fan hâm mộ còn được chứng kiến những tình huống dở khóc dở cười, có 1-0-2. Và sau đây, cùng đến với 8 tình huống bá đạo trên từng hạt gạo trên sân cỏ ấy. Ăn vạ tập thể. Một tình huống bá đạo có 1-0-2 xảy ra trên sân cỏ. Cụ thể là đang đứng trên sân, cầu thủ mặc áo màu da cam đã bất ngờ kêu lên đau đớn rồi nằm vật ra đất như kiểu là vừa bị đối thủ đánh vào mặt. Thế vậy, cầu thủ áo xanh đứng ngay bên cạnh cũng đưa tay ôm lấy mặt rồi từ từ gục xuống. Sau đó, 10 cầu thủ khác cũng có hành động tương tự khiến trọng tài chính phải chạy lại ngay lập tức. Tuy nhiên, người cầm cân nảy mực cũng đã tỏ ra bất lực vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra trên sân. Bất ngờ ăn phân chim. Tai nạn hy hữu của tiền vệ Ashley Young ở phút thứ 11 trận thua 1-2 của MU trước Swansea hồi năm 2014. Khi đang mãi la hét các đồng đội nơi hàng thủ chơi chắc chắn hơn, Young đã bị một vật thể lạ được nghi là phân chim rơi trúng miệng. Đoạn video ghi lại sự cố đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên các mạng xã hội. Young đã trở thành đề tài châm biếm, giễu cợt từ các đồng đội cũng như là người hâm mộ. Ăn vạ đẳng cấp. Tình huống ăn vạ có 1-0-2 này diễn ra trong trận đấu giữa Ecuador và Chile tại giải vô địch U20 Nam Mỹ. Cụ thể, phút 75 của trận đấu, Ecuador được hưởng một quả ném biên gần cầu môn của Chile. Trong lúc bị Edson Montano tì đè thì từ phía sau, Carrasco đã tóm lấy tay cầu thủ Ecuador rồi tát vào mặt mình. Để diễn cho đạt, cầu thủ này sau đó còn ngã vật xuống sân như thể vừa bị đối phương đánh gục. Mục đích của Carrasco hòng cắt đứt đợt tấn công của Ecuador và khiến cho cầu thủ đối phương bị đuổi khỏi sân để hy vọng lật ngược tình thế. Điều đáng nói là sau pha ăn vạ thô thiển của Carrasco, trọng tài chính đã bị lừa khi mà thổi phạt Montano nhưng mà không rút chiếc thẻ nào. Trọng tài rút súng tự vệ. Trong trận đấu thuộc giải nghiệp dư tại Honduras, không rõ vì lý do gì, một nhóm cổ động viên đã nhảy vào sân đòi đánh trọng tài. Đứng trước nhóm người có phần hung hăng, vị vua áo đen làm tất cả bất ngờ khi mà rút ra một khẩu súng lục. Đòn phản công này khiến cho nhóm cổ động viên sợ hãi và nhanh chóng bỏ chạy. Tuy nhiên, vị trọng tài cũng không nổ súng mà chỉ cầm trên tay để cảnh cáo những fan quá khích. Trận đấu bị hủy bỏ, các cầu thủ rời sân trong tình trạng dở khóc dở cười. Lốc xoáy nuốt trọng tài. Cảnh tượng khó tin này xảy ra trong trận đấu giữa Chelsea với Chapecoense ở giải bóng đá Ancocala của Bolivia. Cụ thể, khi trọng tài và cầu thủ hai đội đang xếp hàng ngang để chuẩn bị nhập cuộc thì bất ngờ một cơn lốc xoáy khổng lồ ập từ bên ngoài vào sân. Ngay lập tức các cầu thủ bỏ chạy tán loạn. Trong khi đó, trọng tài không hề tỏ ra hoảng loạn và cũng không bỏ chạy. Cuối cùng, vị vua áo đen đã bị cơn lốc nuốt chửng. Khi chứng kiến cảnh tượng này, một bình luận viên truyền hình đã thốt lên: "Cơn lốc đã ăn thịt trọng tài." May mắn là khi cơn lốc đi qua, trọng tài lại chẳng hề hấn gì, chỉ có áo khoác của một ai đó bị cuốn bay. Trọng tài quỳ gối sám hối. Trong trận đấu giữa FC Fredericia và Venezuela FF ở giải hạng 2 Đan Mạch, trọng tài Nils Hjer đã đưa ra quyết định gây tranh cãi ở phút 29. Thứ đó, trong tình huống tấn công của FC Fredericia, cầu thủ Christian Kierkegaard đã bị hậu vệ của Venezuela FF truy cản trái phép. Chuyện không có gì đáng nói nếu như các cầu thủ của FC Fredericia đã tiếp tục tấn công và đứng trước cơ hội 10-10 để ghi bàn. Thế nhưng trọng tài Nils Hjer lại bất ngờ cắt còi để thổi phạt tình huống phạm lỗi trước đó mà không cho đội bóng này được hưởng phép lợi thế. Nhận ra sai lầm quá sơ đẳng của mình, trọng tài Nils Hjer đã quỳ gối xuống sân và ôm mặt đầy hối lỗi. Điều đó giúp cho ông nhận được sự cảm thông của cầu thủ cả hai đội. Ngay cả khi bị tước đi bàn thắng 10-10, các thành viên của đội FC Fredericia đã vẫn chạy tới vỗ lưng an ủi trọng tài. Cuối cùng họ chấp nhận quả đá phạt ở cự ly khá xa. Thủ môn ăn vạ lộ liễu. Pha ăn vạ hài hước đến khó tin này diễn ra trong trận đấu giữa các ngôi sao Israel với đội nghệ sĩ Ezan Golan. Trong trận đấu này, đội Ezan Golan được hưởng quả đá phạt đền ở phút 40 và người thực hiện là ca sĩ nổi tiếng người Israel Ezan Golan. Tuy nhiên, Ezan Golan lại tung ra cú sút quá mạnh khiến bóng bay lên trời. Ngay sau đó, thủ môn Liran Strober đã liên tục có màn ăn mừng ngộ nghĩnh. Thậm chí, anh còn tới gần Ezan Golan để mà trêu chọc đối thủ. Hậu quả, Liran Strober đã bị ca sĩ Ezan Golan đẩy nhẹ vào mặt. Quan sát thấy trọng tài chạy đến, thủ môn Liran Strober lập tức ôm lấy mặt rồi té ngã xuống sân để ăn vạ. Đáng tiếc cho anh là trọng tài đã chứng kiến toàn bộ sự việc và không ngần ngại tặng cho Liran Strober một chiếc thẻ đỏ. Quan tài ghi bàn. Trong những ngày đầu năm 2022, tiền đạo Jamie Escander, người có biệt danh là vua phá lưới của câu lạc bộ Paris Saint-Germain ở Chile, đã qua đời.
Để tôn vinh những chiến công của anh, đội bóng đã tổ chức một màn chia tay đầy xúc động. Chiếc quan tài của Jamie Escander được đưa đến sân và đặt trước khu cầu môn. Một cầu thủ sau đó đá quả bóng vào chiếc quan tài khiến bóng dội ngược lại và đi vào khung thành. Đây được xem là bàn thắng cuối cùng của Jamie Escander. Khi bóng vào lưới, mọi người đều đồng loạt vỗ tay, hò reo ăn mừng như là đang chứng kiến Jamie Escander ghi bàn vào lưới đối thủ. Thậm chí một số người còn tiến đến ôm lấy chiếc quan tài rồi bật khóc. Sau khi được lan truyền trên mạng xã hội, đoạn clip này đã được nhiều tờ báo lớn ở châu Âu đăng tải lại. Chứng kiến hình ảnh cảm động này, đa số người xem đều không cầm được nước mắt. Vừa rồi là những tình huống trớ trêu trên sân cỏ khiến fan hâm mộ không nhịn được cười. Đừng quên like video để ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.